Một ngày đếm ngược. Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi thông tin toàn cảnh trên kênh tin tức của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 4, Hội đồng xét xử đã tuyên đọc bản án dành cho các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các bên liên quan. Bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tử hình về tội tham ô tài sản và 20 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hình phạt, Trương Mỹ Lan bị buộc tội tử hình. Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 8 tháng 10 năm 2022, tiếp tục tạm giam để đảm bảo thi hành án. Trong vụ án này, bị cáo bị bắt ra ngày nào? Dạ, bị bắt ngày 6 tháng 10 năm 2022 ạ. Ngày 6 hay ngày 8? Bị bắt đêm ngày 8. Không ạ. Dạ, kính thưa, bị bắt 8 giờ rưỡi đêm ngày 6 tại ngoài đường ạ. Nhưng mà thực hiện tối cùng thì vào ngày 8 tháng 10, đúng không? Có 1922, đề nghị viện sát kiểm tra lại chỗ này. Theo cáo trạng thì ngày 8 tháng 10, bị cáo cho là ngày đêm ngày 6 tháng 10 năm 1922, đề nghị viện sát kiểm tra lại ngày bắt của em. Ngoài tội tử hình, bà Trương Mỹ Lan bị buộc bồi hoàn hơn 673.849 tỷ đồng cho ngân hàng SCB, phải nộp gần 674 tỷ đồng tiền án phí sơ thẩm dân sự. Các tài sản liên quan vụ án bị kê biên sẽ được xử lý theo quy định để khấu trừ vào nghĩa vụ của Trương Mỹ Lan trong vụ án. Tại tòa, hội đồng xét xử cũng thông báo, theo quy định, bà Trương Mỹ Lan có thời hạn 7 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực để gửi đơn ân giảm lên Chủ tịch nước. Tính đến ngày 17 tháng 4, là ngày thứ 6 sau ngày tuyên án, bà Trương Mỹ Lan còn một ngày để gửi đơn xin ân giảm. Những phiên xét xử trước đó, bà Lan liên tục khẳng định bản thân và gia đình hoàn toàn có khả năng về tài chính để khắc phục hậu quả vụ án. Cùng với những lời khẳng định này, bà Trương Mỹ Lan cho biết có thể cung cấp danh sách hơn chục bất động sản có giá trị cao. Ngoài ra, bà Lan còn hé lộ nhiều người đang nợ tiền bà, mong hội đồng xét xử cho phép con gái Chu Duyệt Phấn đi thu hồi nợ. Trước những luận điểm đó, hội đồng xét xử đưa ra các dẫn chứng cho thấy thực chất bà Lan không có nhiều tài sản như lời nói, 95% số tài sản có được sau khi rút ruột SCB. Theo quy định, bà Lan vẫn còn có cơ hội gửi đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước. Quyết định ân giảm án tử hình thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước. Vậy liệu với lời khẳng định, tiềm lực tài chính có thể khắc phục hậu quả vụ án, bà Trương Mỹ Lan có gửi đơn xin ân giảm? Ước mơ về bữa cơm gia đình. Trong diễn biến trước đó, khi được nói lời sau cùng tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng hàng đêm luôn day dứt vì sao gia đình lâm vào hoàn cảnh bi đát thế này. Là người đầu tiên, bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cảm ơn hội đồng xét xử cho phép bà nói lời sau cùng và bị cáo duy nhất phải đối diện với hình phạt cao nhất trong vụ án. Bà Lan gửi lời cảm ơn đến cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các cơ quan tạm giam đã quan tâm, chăm sóc về tinh thần và sức khỏe, động viên bà vượt qua nghịch cảnh vô cùng khắc nghiệt. Bị cáo vẫn giữ vững niềm tin và hy vọng đây là phiên tòa thượng tôn pháp luật, khách quan. Bị cáo và gia đình xin ghi nhận sự tận tâm của các luật sư trong thời gian vừa qua. Bà cũng cảm ơn chủ tọa đã điều hành phiên tòa một cách dân chủ, cho bị cáo trình bày các quan điểm. Bà Lan cho biết, sau mỗi ngày kết thúc phiên tòa, trở về trại giam, hàng đêm bà luôn day dứt một câu hỏi là vì sao bà và gia đình lại lâm vào hoàn cảnh bi đát thế này. Bị cáo Trương Mỹ Lan giải bày, có nhiều lúc tuyệt vọng, tôi đã nghĩ đến cái chết. Tức vì mình quá ngu ngốc dấn thân vào thương trường khắc nghiệt, vào lĩnh vực hoạt động ngân hàng mà mình không thông thạo. Bị cáo nghĩ hoàn cảnh chồng và cháu cũng đang bị tạm giam như muối sắt vào lòng. Bị can nức nở, những ngày tháng tạm giam gánh chịu cái rét của mùa đông miền Bắc hay ngày nắng nóng như đổ lửa ở phương Nam là những ngày chập chờn không ngủ được. Tôi nghĩ cảnh chồng, cháu tôi cũng đang bị tạm giam. Nghĩ đến tất cả các bị cáo ngày hôm nay bị thế này. Nghĩ đến người thân, gia đình, con gái tôi bị bệnh, bại liệt, sợ nó tái phát. Theo bà Lan, vì sự thiếu hiểu biết pháp luật và không đo lường được lòng người, vì tin và hy vọng có thể thực hiện được đề án tái cơ cấu thành công ngân hàng SCB, bị cáo đã vận động bạn bè, gia đình, người thân, trong và ngoài nước, mang tiền bạc, công sức vào đề án tái cơ cấu này. Bà Lan cho rằng, bước ngoặt định mệnh dẫn đến kết cục bà phải đối diện với mức án tử hình hôm nay chính là do bà tham gia vào quá trình hợp nhất ba ngân hàng yếu kém, trong khi bà hoàn toàn không có sự hiểu biết hay kinh nghiệm gì trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng.
Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cho rằng, trong những ngày diễn ra phiên tòa, bị cáo luôn nghiêm túc và tự nhận trách nhiệm của mình về hành vi vi phạm quy định cho vay của các tổ chức tín dụng. Xin hội đồng xét xử không xem bị cáo như là người cầm đầu, chủ mưu trong vụ án này. Bị cáo còn nói thêm, sự thất bại trong quá trình tái cơ cấu ngân hàng SCB khiến tim đang rỉ máu. Bởi SCB là nơi mà bà và cả gia đình đặt toàn bộ tâm huyết để phát triển. Khi gần kết thúc phần nói lời sau cùng, bà Trương Mỹ Lan bật khóc to. Bà cho biết trước đó gia đình luôn sum vầy, đoàn kết bên nhau. Khi vụ án xảy ra, nhiều người đi tù, gia đình tan nát, chồng bà cũng đi tù. Bị cáo nói, trên chiếc xe tù dẫn giải, từ tòa án về trại giam, tôi chỉ ngước mắt nhìn những người thân bên lề đường. Tôi chỉ ước bắt được những bàn tay vẫy của người thân bên lề đường hay qua màn hình TV để tìm cháu ruột, chồng, người thân của tôi. Tôi tan nát cả cõi lòng, dù sao tôi cũng là phận đàn bà. Tôi đau không thể diễn tả thành lời. Vốn dĩ gia đình luôn sum vầy, đoàn kết bên nhau. Nay vụ án xảy ra, nhiều người đi tù. Bị cáo tan nát cõi lòng, mỗi người một ngả. Chỉ ước mơ về cơ hội gặp nhau, cùng nhau ăn chung một bữa cơm. Bị cáo có chồng con gì chưa? Dạ, tôi có. Còn chồng là ông Chu Lập Cơ là bị cáo trong vụ án đúng không? Dạ. Mấy con? Dạ, thưa hai con. Con lớn sinh năm bao nhiêu và con nhỏ sinh năm bao nhiêu? Dạ, thưa con lớn sinh 1994. Con nhỏ 1995 ạ. Bị cáo có tiền án tiền sự gì chưa? Dạ, thưa không có. Trở lại với diễn biến sau bản án sơ thẩm. Đến nay, vẫn chưa có thông tin cụ thể liên quan đến đơn xin ân giảm của bị cáo Trương Mỹ Lan. Vẫn chưa rõ bị cáo có gửi đơn hay không. Tuy nhiên, tòa vẫn sẽ tiếp tục điều tra, truy tố, xét xử các sai phạm liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp trong giai đoạn 2 của vụ án. Trong suốt quá trình diễn ra phiên tòa, bà Trương Mỹ Lan đã không ít lần nhắc đến hai cô con gái của mình, đó chính là Chu Duyệt Hằng và Chu Duyệt Phấn. Danh tính kín tiếng và khối tài sản đồ sộ lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng mà hai cô con gái của bà Trương Mỹ Lan nắm giữ cũng khiến dư luận không khỏi tò mò về nguồn gốc và đặt câu hỏi rằng liệu khối tài sản này có liên quan gì đến vụ án hay không. Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB, ông Chu Nạp Cơ Eric, còn gọi là Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan cũng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Ông Chu Lập Cơ bị cơ quan điều tra cáo buộc đã dùng tòa nhà Times Square làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay của 67 khách hàng có dư nợ tại SCB đến ngày 17 tháng 10 năm 2022 là 39.112 tỷ đồng. Khối tài sản đảm bảo cho các khoản vay này được công ty thẩm định giá Hoàng Quân xác nhận giá trị là 30.101 tỷ đồng. Quá trình điều tra, ông Chu Lập Cơ đã nộp lại 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Hôm 11 tháng 4 vừa qua, bên cạnh mức án tử hình của bà Trương Mỹ Lan, ông Chu Lập Cơ cũng bị tuyên 9 năm tù giam. Bà Trương Mỹ Lan và ông Chu Lập Cơ có hai cô con gái là Chu Duyệt Hằng, Elizabeth Chu, sinh năm 1994, và Chu Duyệt Phấn, Mary Chu Duyệt Phan, sinh năm 1995. Hai cô con gái này cũng thu hút sự chú ý quan tâm của dư luận trong vụ án Vạn Thịnh Phát khi đứng tên sở hữu rất nhiều cổ phần tại các công ty trong hệ sinh thái của tập đoàn. Không những thế, vị trí chức vụ tại hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát cũng rất cao nhưng lại không bị khởi tố. Lý do bởi theo kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra, Chu Duyệt Hằng và Chu Duyệt Phấn chỉ đứng tên các chức vụ trong Vạn Thịnh Phát thay bà Trương Mỹ Lan, còn thực sự không tham gia vào việc kinh doanh của bà Lan, do vậy không bị khởi tố trong vụ án. Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát có khoảng 1.000 công ty vệ tinh quay quanh trục lõi là tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, có những công ty hoạt động thực sự, có nhóm công ty đóng vai trò là công ty ma. Ngoài ra còn có nhóm công ty định chế tài chính và nhóm công ty có trụ sở ở nước ngoài. Trong số các công ty thuộc Vạn Thịnh Phát, loạt công ty có vốn điều lệ lớn do những nhân vật chủ chốt nắm giữ cổ phần. Đặc biệt, nhiều công ty có tên sở hữu của hai cô con gái bà Trương Mỹ Lan. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có vốn điều lệ 13.000 tỷ đồng do Trương Huệ Vân, cháu gái bà Trương Mỹ Lan làm tổng giám đốc. Có 4 cổ đông, trong đó đáng chú ý, hai cô con gái là Chu Duyệt Hằng và Chu Duyệt Phấn
nắm giữ mỗi người 10%, tương đương 130 triệu cổ phần, tương ứng 1.300 tỷ đồng. Bản thân bà Trương Mỹ Lan sở hữu 780 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ 60%. Số còn lại 20% do công ty cổ phần Emerald mà bà Trương Huệ Vân làm đại diện nắm giữ. Trong vụ án, tòa cũng tuyên Trương Huệ Vân mức án 17 năm tù về tội tham ô tài sản. Tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan là chủ tịch, bà Trương Huệ Vân là tổng giám đốc. Bốn thành viên hội đồng quản trị còn lại là Ngô Thanh Nhã, Trương Lập Hưng, cháu bà Lan và hai cô con gái Chu Duyệt Hằng, Chu Duyệt Phấn. Dự án chính do Vạn Thịnh Phát làm chủ đầu tư là khu dân cư Bonvins. Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát, còn gọi là công ty đầu tư Vạn Thịnh Phát, có cùng trụ sở với tập đoàn Vạn Thịnh Phát, có vốn điều lệ 12.800 tỷ đồng. Tập đoàn này do em dâu bà Trương Mỹ Lan là Ngô Thanh Nhã làm tổng giám đốc. Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát có 4 cổ đông gồm tập đoàn Vạn Thịnh Phát với 49%, bà Chu Duyệt Hằng và Chu Duyệt Phấn, mỗi người sở hữu 198,4 triệu cổ phần, tương đương 1.940 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 15,5%. 20% cổ phần còn lại do công ty cổ phần Emerald mà Trương Huệ Vân làm đại diện nắm giữ. Chu Duyệt Hằng và Chu Duyệt Phấn hiện nắm giữ 70% cổ phần của công ty cổ phần bảo trợ tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Công ty này được thành lập vào cuối tháng 10 năm 2020 với tên ban đầu là công ty cổ phần bảo trợ Thuận Chiều. Công ty có vốn điều lệ lên tới 8.800 tỷ đồng, tương ứng số cổ phần hai chị em Duyệt Hằng, Duyệt Phấn đứng tên tại đây lên đến 6.160 tỷ đồng. Như vậy ước tính, khối tài sản mà hai cô con gái bà Trương Mỹ Lan đứng tên lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Chu Duyệt Hằng, Elizabeth Chu còn được biết đến là chủ tịch của GS Hospitality Group, một trong những công ty con thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. GS Hospitality Group là công ty phát triển chuỗi đồ ăn cao cấp tại Hồng Kông. Tập đoàn điều hành một loạt câu lạc bộ ẩm thực cao cấp như món Hàn Quốc, món Quảng Đông, món Âu, món Singapore, Miss Lee, món chay kiểu Trung Hoa. Năm 2022, Elizabeth Chu lọt vào danh sách 40 Under 40 của Brexit, danh sách những người trẻ thành công, sáng tạo và có tầm ảnh hưởng tại Hồng Kông, Trung Quốc. Bên cạnh đó, theo Brexit, cô cũng là CEO của Capital Advance, một quỹ chuyên về phát triển bất động sản ở Hồng Kông, Trung Quốc và Việt Nam. Tháng 6 năm 2022, cô cũng trở thành thành viên hội đồng quản trị của Design Trust và khuyến nghị các chiến lược để tạo ra các dự án thiết kế sáng tạo ở Hồng Kông, Trung Quốc và khu vực Vịnh Lớn, Greater Bay Area. Đứng tên hàng chục nghìn tỷ đồng trong khối tài sản của hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, hai cô con gái của bà Trương Mỹ Lan và ông Chu Lập Cơ lại không nằm trong diện bị khởi tố, không phải ra tòa. Cũng trong diễn biến những ngày xét xử của phiên tòa, bà Trương Mỹ Lan đã trình bày với hội đồng xét xử về việc giao cho con gái là Chu Duyệt Phấn bán nhiều tài sản để khắc phục hậu quả vụ án, trong đó có tòa nhà Capital Place ở 29 Liễu Giai, Hà Nội. Bà Lan cho rằng tòa nhà này được mua với giá 700 triệu đô la Mỹ, chưa tính các chi phí khác, và hiện có một bên hỏi mua lại với giá 350 triệu đô la Mỹ là đang ép giá. Bà Trương Mỹ Lan cho rằng tòa nhà trên có giá thấp nhất cũng phải hơn 400 triệu đô la Mỹ, nhưng với điều kiện phải bán cho nhà đầu tư nước ngoài và không liên quan đến vụ án. Ngoài ra, bà Lan cũng xin được giải tỏa kê biên tòa nhà 19 Nguyễn Huệ ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh để giao lại cho con gái, bởi đây là tài sản mà mẹ bị cáo mua cho con gái của bị cáo. Tòa nhà này đang cho SCB thuê làm trụ sở, nhưng hơn một năm nay SCB không trả tiền thuê nhà, cũng không trả lại nhà nên con gái bà đang bế tắc. Trước đó, bà Lan xin hội đồng xét xử xem xét việc giải tỏa kê biên căn biệt thự cổ có diện tích gần 3.000 m2 tại số 110-112 Võ Văn Tần, quận 3. Đây là căn nhà mà mẹ bà mua với giá 700 tỷ đồng, nên bà xin giao lại cho con gái và gia đình bà trùng tu để bảo tồn di tích. Tuy nhiên, trong phiên tuyên án ngày 11 tháng 4, toàn bộ những đề nghị này của bà Trương Mỹ Lan đã đều bị hội đồng xét xử bác bỏ.